Đừng có nhây nữa đi. Cứ nhây đấy làm sao? Cứ nhây đấy. Duy à? Ơ? Mẹ à? Cháu ra cô ạ. À, sao mặt mũi hai đứa lại đỏ lên thế kia? Vừa mới uống rượu à? Mà có ngửi thấy mùi rượu đếch đâu. Hai đứa vừa hôn nhau đúng không? Dạ, cháu xin phép ạ. Đùa mẹ. Cô cháu mình phải cái gọi cái món gì á, đắt nhất ở đây cho nó sướng mồm cháu ạ. Xóa đi mẹ ơi, gọi thoải mái đi. Xóa đi. Đằng nào tí mày mẹ trả cho con mũ họ nhỉ. Mày, sao người yêu mà kim ô. Cháu. Cô hỏi thật nhá, cháu thích thằng này ở điểm gì? Kìa em, người lớn hỏi trả lời đi. Cháu thích tất cả. Đấy, mẹ thấy chưa? Con là nó phải lợi hại như thế. Cháu ơi, cái thằng này nhà cô nó không được một cái nét gì cả. Đây này, 30 tuổi rồi mà vẫn ế sưng. Đây là cái thất bại thảm hại nhất của nó đấy cháu ạ. Con ế bao giờ? Ế lúc nào? Giời, mẹ có bằng chứng không? Cháu, cô tuyên bố là cô bán đại hạ giá thằng này cho cháu. Cháu làm ơn hốt được nó đi cái. Cô biết ơn cả họ nhỉ cháu. Thôi ạ, cháu nghèo lắm, làm sao mà mua được anh Duy ạ? Sao thế? Sợ bù lỗ à? Cô bù luôn cho cháu 10 triệu, triển luôn. Dị thật. Mẹ con kiểu gì mà hạ giá con như là bán con chó đấy bao giờ. Mày á, mày còn không bằng con chó con ạ. Mẹ nhớ nhá, có ai ta bán cái con chó mà phải nói là hơn 100 triệu mà tên của nó thì khó nhớ vậy. Thôi 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 thôi, thôi. Được rồi, ok, ok. Okay. 10 triệu đúng không? 10 triệu. Mẹ xác nhiên luôn đi. Tí nữa mình chia nhau mỗi đứa 5 củ. Cháu, cháu đã muốn cưới thằng này luôn chưa? Dạ. Cháu vẫn đang đi học, với cả vẫn còn trẻ quá. Ôi giời ơi, việc đấy không phải lo. Cứ cưới đi, về cô nuôi. Cô giàu lắm mà. Ừ, cô ấy giàu lắm. Như nào? Cháu ơi cháu, cô á, lúc nào cũng ước mơ có một đứa con dâu cute hạt me như cháu. Đây này, tóc tai như này này, ôi, cô thích lắm luôn đấy. Cô không thích cái bọn mà mặc váy mà trông bánh bèo, nhão nhuẹt. Được không? Nổ địa chỉ đi, cô gặp bố mẹ cháu hỏi cưới luôn. Mẹ, bố mẹ Tú mất rồi. Cháu mồ côi ạ. Sao thế? Sao đến nông nỗi ấy? Bị ốm hay là tai nạn? Thôi mẹ, đừng hỏi nữa. Dạ, bố cháu bị tử hình vì buôn ma túy. Còn mẹ cháu thì bị ốm mất ở trong tù ạ. Ờ, mà chuyện đấy thì có gì quan trọng đâu nhỉ mẹ nhỉ? Đúng rồi. Có cái vấn đề gì mà quan trọng đâu. Cô vừa đi tù ra mà. Cô nói thật nhá, không có thông gia càng tốt. Đỡ phải mặc cái áo dài xong rồi ra chào hỏi, nói vài câu thảo mai nhờ. Thôi, chọn món đi cháu. Đây này, món này cô thích nhất. Đây này, đấy, ngon chưa? Chốt đi. Chọn món đi em. Mấy hôm nay ngày nào cũng về muộn. Không lẽ hôm nào cũng lên thư viện à? Vì con nghỉ học lâu bị hỏng kiến thức. Nếu như không đi học thêm dễ bị trượt lắm. Vừa rồi con đi qua quán bia, chả hiểu họ đi đúng kiểu gì đổ hết bia lên người con nữa. Hôi quá, con đi tắm đây. Chị Mỹ à, giúp em một việc. Em làm đây lâu chưa? À, mới làm mà. Bảo sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Ngồi đây uống một ly cốc. Chào. Còn anh toàn khách quen thôi, hãy để anh gọi bà chủ. Chẳng mấy khi
rồi. Bây giờ anh mới gặp được em thì anh mới mời chứ còn các bạn khác thì anh có mời đâu. À, anh em mình làm tí. Cái thì đấy thế nhá. Chúc sức khỏe em. Sức khỏe nhá. Thế đi em. Chào mừng em. Phải là thưởng em nhớ rồi. Anh cho nhá. Cảm ơn ạ. Được, được cái là biết uống hết. Đưa bọn anh chị đi ạ.